Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra bằng lái là thật hay giả chỉ trong vòng một lốt nhạc. Giấy phép lái xe có thể được làm giả một cách rất tinh vi nhằm phục vụ cho một số mục đích xấu, đúng không nào? Chính vì vậy, việc tra cứu giấy phép lái xe là điều vô cùng cần thiết. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra bằng lái thật giả một cách rất dễ dàng. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ mở trình duyệt web và truy cập trên trang thông tin giấy phép lái xe tại địa chỉ sau đây. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn về phía góc trên bên phải màn hình thì tại đây sẽ có khung nhập để cho chúng ta tra cứu giấy phép lái xe. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ cần nhập đầy đủ những thông tin tại đây. Bây giờ thì mình sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ về một cái giấy phép lái xe bất kỳ. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra trên giấy phép lái xe này các bạn nhé. Quay trở lại trang thông tin giấy phép lái xe thì chúng ta sẽ nhập những cái thông tin trên giấy phép lái xe tại đây. Đầu tiên chính là loại giấy phép lái xe thì chúng ta sẽ chọn mục tương ứng với bằng lái xe mà chúng ta cần kiểm tra. Tại mục thứ hai thì các bạn sẽ nhập số giấy phép lái xe của mình vào đây là dãy số đỏ ngay bên dưới dòng chữ giấy phép lái xe. Mục thứ ba chúng ta sẽ nhập ngày tháng năm sinh. Đối với bằng lái xe vật liệu là nhựa dẻo thì chúng ta sẽ nhập ngày sinh theo cú pháp năm trước sau đến tháng và đến ngày viết liền nhau. Ví dụ như ở đây các bạn thấy rằng là ngày sinh là 13 tháng 9 năm 1977 thì các bạn sẽ nhập là 1977-0913. Đối với ai chúng ta sử dụng giấy phép lái xe cũ thì tại mục này chúng ta chỉ cần nhập năm sinh mà thôi. Tại ô cuối cùng thì chúng ta sẽ nhập mã bảo vệ bao gồm 6 ký tự. Cuối cùng thì chúng ta chỉ cần nhấn vào nút tra cứu là xong. Tất cả những thông tin đã được hiện lên bao gồm họ và tên, số series, hạng, ngày trúng tuyển, ngày cấp, ngày hết hạn và lơi cấp. Nếu như mọi thông tin đều đúng thì bằng lái xe là bằng thật và đã được cập nhật thông tin lên dữ liệu của Tổng cục Đường bộ. Nếu sau này có mất, hư hỏng cả bằng mà không còn hồ sơ gốc thì chủ sở hữu bằng vẫn được cấp lại mà không cần phải đi thi mới. Còn trường hợp mà thông tin tra cứu không giống với thông tin trên giấy phép lái xe thì có thể đó là bằng giả. Nếu như báo rằng là không tìm thấy giấy phép lái xe đã nhập thì có thể là chúng ta đã nhập sai thông tin, thì chúng ta hãy kiểm tra lại tất cả những thông tin, chỉnh sửa rồi bấm lại tra cứu một lần nữa các bạn nhé. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì chúng ta đừng quên đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video này cho bạn bè các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.